Nay khi con đến gặp thầy có cái gì mà không hiểu hỏi thầy, thầy sẽ hướng dẫn cho cái cách làm cũng như là để còn có ít hơn nữa là chúng ta xong cái bài này tâm xả. Mà khi mà tâm xả viết xong rồi thì chúng ta bước qua một cái giai đoạn tu tập thực hành trong những cái tri kiến mình đã hiểu biết để áp dụng vào cái sự tu tập. Đi đến cuối cùng là chúng ta phải giải quyết dứt điểm được trong cái lớp học này, cái lớp học phóng kiến để chuyển qua cái lớp học chánh tư duy. Bởi vì chánh tư duy khi tư duy để mà xả tâm, chứ không phải tư duy để tư duy. Vì vậy mà khi mà có một ngày hoặc là thầy đặt ra một cái đề tài để cho mình xả cái niệm đó, do đó thì con bắt đầu vào áp dụng thực hành cái phần còn mà tu tập như lớp chánh kiến nữa. Cho nên phải đem hết sức lực mình ra tu tập trong cái thời gian vừa xuống ngắn lại. Còn người nào bệnh thì ở trong cái lớp của những người bệnh, còn người nào mà mạnh khỏe thì theo cái lớp của tuổi trẻ, còn người nào già yếu thì theo cái lớp của tuổi già. Cho nên thầy chia ra làm ba lớp. Bắt đầu chúng ta thực hành thật sự đem hết sức lực ra mà tu tập, chứ không phải là tu lơ mơ, tu cầm chừng, tu cho có lý lệ, giờ giấc để nghiêm chỉnh, không có còn mà bước về lúc khác, không có được thay đổi. Khi mà đặt thành cái thời khóa là thầy đã nhắm vào cái sức khỏe của mọi người, cho nên không có thể sinh tới sinh lui. Khi bước vào cái lúc tu mà đặt cho mình vào cái lúc tu rồi thì một là chết, hai là mình chứng đạo, chứ còn không có là bây giờ tôi cũng tu không nổi, không sinh ra được. Ngay từ bây giờ sức của mình tu được thì mình chấp nhận, còn sức mình tu không được thì đừng có đến vào lớp học rồi mà sinh ra sinh vô thì rất là khổ thầy. Cho nên khi mà chọn một cái lớp tu rồi thì nếu con thấy mình sức yếu thì mình nên tu tập vào cái lớp của người sức yếu, còn sức khỏe mình đầy đủ trọn vẹn thì mình vào cái lớp tu sức khỏe trọn vẹn. Vừa rồi có hai người già ở bên Nam, họ xin thầy vào cái lớp của thanh niên, họ tu, họ không tu theo tuổi già. Đó là những người họ cũng lớn tuổi chứ không phải nhỏ, họ lớn tuổi và già rồi, nhưng họ quyết định là họ theo cái lớp của tuổi trẻ tu. Thầy nói giờ giấc của tuổi trẻ nó không phải là giờ giấc của người già, chỉ thì lượng sức chứ đừng có đến đó rồi tu rồi bỏ cuộc thế này thế khác thì làm bệnh tâm thầy lắm. Thì hôm nay thì mấy con cũng lượng sức mình, cái sức của mình ở mức độ nào thì mình tu theo mức độ nấy, đừng có ham mà lên cái lớp cao rồi mình học hẳn có tiến bước. Cho nên có một người cũng đến xin thầy là cho con học cái lớp của tuổi trẻ, đừng để cho con học cái lớp thấp hơn. Thầy nói như thế này, bây giờ học thì được, nhưng mà sợ cái khả năng, cái trình độ của kiến thức của mình mà khi mình chưa, cái lớp chánh kiến mình chưa trọn vẹn thì mình theo cái lớp học thì sợ mình bị đứt chế tâm. Ví dụ như bây giờ thầy đưa một cái niệm như cái niệm ái kiết sử, mình nhớ gia đình của mình, cha mẹ mình, mà nếu cái tri kiến mình chưa đủ hoặc là mình chưa đủ hiểu thì tức là mình quán sơ sơ rồi, cái mình tưởng là cái niệm đó nó đã đi rồi, thì do đó không ngờ là mình bị ức chế cái niệm đó, do đó không được, không giải quyết được cái sự tu tập của mình là ly dục giải thoát được. Một lần là mình phải đem hết cái sự hiểu biết của mình để hóa giải từng cái tâm niệm đó, từng cái niệm đó thì nó mới có sạch, nó mới có sạch được. Cho nên hiện giờ thì chúng ta chuẩn bị, vì nó còn một bài pháp nữa là chúng ta xong. Đó, hôm nay là chúng ta cái bài hủy chúng ta cũng đã nghe trong cái ngày mùng Tết rồi. Rồi bây giờ chỉ còn câu hỏi nữa. Nếu các con không biết cách xả thì thầy sẽ cho đọc cái bài xả để mấy con biết cách thức mà để xả tâm. Xả, bởi vì nói cái danh từ thì nói như vậy, nhưng mà mình phải biết cái cách thức để cho mình khi mà mình gặp một cái khó khăn thì mình biết cách mình xả nó được. Còn nếu mà không biết cách thì mình không biết cách xả. Cho nên mình nó nói trước, lý thuyết trước, cách thức trước để mình dàn giá cái mặt trận của mình ra, mình dùng cái tri kiến mình như thế nào để hiểu cách thức xả cho đúng. Chứ nếu không mình nói lần quần, mình nói không sáng nhạo,
chưa hiểu thì thầy cũng gợi ý hướng dẫn để tự con triển khai cái tri kiến của mình để viết cho đúng. Chứ nhiều khi mình không biết, mình viết lần vần mà nó không có đúng. Cho nên trong cái sự học phải có cái sự thực hành, mà cái học chưa được thì cái thực hành không được. Cái lý thuyết chưa xong mà đòi muốn đi thực hành thì thực hành bị ức chế. Cho nên thầy nghĩ rằng mấy con phải, nếu cái trình độ mình nó không đủ thì mình nên ở lại cái lớp mình học nó đầy đủ hơn. Chứ mình dội dàng mình ham mình lên cái lớp cao hơn thì mình không có đủ sức để mình tạo tâm thì mình bị tiết chế tâm. Ví dụ như một cái niệm thái kiến sử, thay vì người ta quán, người ta thấu suốt được, người ta đưa hết những cái hiểu biết người ta ra thì người ta thấy rõ ràng thái kiến sử nó không còn tác động được nữa. Còn trái lại mình không hiểu thì do đó mình cũng quán cái thái kiến sử bằng nguyên quả thế này thế khác sơ sơ, mình chỉ cho nó là nó đã ly rồi, nhưng không ngờ mình quán ít như vậy thì nó sẽ bị ức chế, chứ nó không có tác. Đó là nó quan trọng ở cái chỗ mà chúng ta phải thông suốt, phải thông suốt được cái lý cho nó rõ ràng từng cái tâm niệm của chúng ta, để khi đó nó có cái sự ngọt xảy đến thì chúng ta tạo tâm. Vậy thì bây giờ thì mấy con còn muốn hỏi thầy thêm những điều gì không thì mấy con sẽ hỏi thầy. Có ai hỏi gì không con? Không. Ở đây thật sự ra thì mấy con sẽ bước vào cái lớp tránh tư duy sắp tới, tức là áp dụng về những cái hiểu biết của mấy con. Thì bắt đầu những người nào mà bằng lòng theo ở bên ở ngoài mà tâm mà không có bằng lòng, tức là mình ức chế rồi mấy con. Cho nên cái đó là cái sai mất. Ở đây chúng ta tại vì chúng ta chưa có dùng cái tri kiến giải thoát rốt ráo, cho nên chúng ta chưa có quá giải được cái tâm niệm đó. Cho nên cái bằng lòng thì bằng lòng ở ngoài mặt, nhưng mà trong bụng thì chưa bằng lòng. Hôm nay cái lớp học của chúng ta có nghĩa là bằng lòng, thật sự bằng lòng, chúng ta vui lòng, chúng ta biết nhẫn nhục, chúng ta biết tùy thuận, nhưng cái bằng lòng chúng ta chưa có cởi mở được, cho nên chúng ta chưa bằng lòng. Vì vậy mà cái lớp chánh tri kiến này để chúng ta hiểu tất cả những cái tâm niệm đem đến những cái nỗi khổ đau của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ từ cái độ hiểu biết đó mà chúng ta quá ngại, nó biến dần cái sự bằng lòng chúng ta thật sự, chứ không phải bằng cách lượng ép, bằng cách lượng ép bằng lòng. Đó là cái tai hại mà thầy gọi là ức chế tâm, con hiểu không? Cho nên bây giờ đây thầy mới mình chưa vào cái lớp học đó, tới cái lớp học đó rồi mấy con sẽ thấy bằng lòng hay không bằng lòng. Nếu mấy con không bằng lòng thì ít hơn mấy con sẽ là gọi mấy con không tập được. Cái gì bắt buộc cái tri kiến, cái sự hiểu biết của mấy con nó mới tạo hết tất cả những cái điều kiện. Vậy mà khi mà mấy con làm cái bài, cái niệm để cho mình thật sự bằng lòng, mà mấy con không xả được cái niệm đó thì mấy con sẽ bằng lòng tất thường hết gượng gắn gượng, chứ không sự thật bằng lòng. Cho nên mấy con sẽ làm cái bài thầy biết liền, thầy xác định cái bài này chưa có thật sự là mấy con bằng lòng, mấy con nói như vậy chứ chưa thật sự, mấy con đã còn diễn tả như thế nào, nghĩ như thế nào để mấy con thật sự bằng lòng. Chúng ta đây là cái chỗ mấy con gượng hết bằng cách là mấy con tu để giải thoát, chứ không phải là tu để mấy con ức chế để chịu khổ đau. Con hiểu chưa? Cho nên tới cái lớp học đó rồi mấy con sẽ trình bày qua những tâm niệm mà khi con xả những cái tâm, để cho mấy con thật sự bằng lòng, chứ không phải là ở đây bằng lòng ngoài mặt thì mà trong bụng thì không bằng lòng đó. Thì như vậy nó coi như chúng ta tu không giảm hóa mà lại càng làm cho chúng ta đau khổ hơn. Nếu mà mình đó là một cái sự thật, ở đây cái lớp mở mang để đào tạo cho mình cách thức bằng lòng thật sự, mà nếu mình không bằng lòng thì người ta sẽ người ta thấy mình cái như vậy là người ta biết cái lớp chánh tri kiến của mình chưa có đầy đủ, người ta cho mình trở lại lớp học chánh tri kiến chứ không được. Các con biết rằng cái lớp chánh tri kiến phải học một năm, nó rất nhiều là những cái bài mà để mà chúng ta phải làm, chứ không phải là phải tới túi vô lượng tăng là thôi đâu, nó rất nhiều bài này. Sau khi mà kết thúc cái lớp này thì sẽ cho mấy con thấy được những cái điều kiện mấy con cần phải làm bài rất nhiều, chứ nó cũng ít, đối với đạo Phật thì rất nhiều. Ví dụ như bây giờ các con chưa có làm cái bài mà ngũ triền cái thất ký sử này có chưa có nữa, năm hợp phần ký sử, năm trường phần ký sử mấy con chưa có nữa, thập nhị nhân duyên mấy con cũng chưa làm nữa. Tất cả những cái điều điều kiện đó còn rất nhiều nữa hả hằng, bởi vì nó là một năm học chứ đâu phải là ít. Học tất cả thông suốt tất cả những cái phương pháp, tất cả mọi cái từng cái tâm niệm, từng cái ý niệm của chúng ta, mọi cái đều là chúng ta học rất là thông suốt. Cho nên chúng ta còn học rất nhiều, nhưng mà thầy tốn tắc để mà chúng ta cái thời gian nó không còn có dài. Cái tuổi thọ này nó lớn mà suốt cả năm mà đứng lớp như thế này rồi qua một cái lớp
chánh tư duy nữa, thì mấy con thấy cái thời gian nó một năm mà lớp chánh tư duy là một năm áp dụng những cái học của mình trong lớp chánh kiến, thì mấy con thấy cái thời gian mà dài quá thì thầy không có kéo dài được nữa, cho nên thầy mới thư ngắn vừa đủ để cho mấy con xả thân, chứ mấy con còn bàn nhiều lắm. Bởi vì nó là có chương trình giáo dục đào tạo, nó phải trong một năm đó nó phải có học những bài vở nào, làm những bài vở nào để triển khai cái sự hiểu biết của con như thật. Trong kinh thập tượng, trong kinh thập tượng, Đức Phật giải rất nhiều điều kiện mà khiến cho một cái người mà tu theo đạo Phật phải có cái tri kiến như vậy. Các con thấy một cái bài kinh của Phật kể ra năm pháp này bao nhiêu, năm pháp khác bao nhiêu, tất cả những kể hàng loạt hàng loạt, mà buộc làm chúng ta đâu phải một cái câu ngắn như thế này, mà chúng ta hiểu, chúng ta phải làm thành một cái bài để hiểu thấu triệt được cái ý của Đức Phật nói, một cái câu cô đọng để giúp chúng ta có cái tri kiến thật hiểu biết. Mà hiểu biết đó để làm gì? Hiểu biết như thật thể ngay tâm niệm chúng ta sẽ có những cái gì đó làm chúng ta quá dài, chứ không bị hụt hẫng ở trong tâm chúng ta bằng cách bằng lòng ngoài mặt, chứ không phải là sự xả thân của mình. Cho nên như vậy là mấy con ở đây tới đây thì dừng lại để cho mấy con áp dụng thôi, chứ còn còn không nhiều nữa. Thôi không có hỏi gì thêm nữa con. Thì sau này từng cái tâm niệm của mấy con mà nó sẽ không có bằng lòng, nó không trả được, thì từng cái tâm niệm đó mấy con mới để cái niệm đó ra, tức là thành cái đề tài, mấy con mới viết là cái bài tư duy, cái bài để xả cái tâm đó. Mà nếu mà mấy con viết mà nó không đủ thì tức là nó bị ức chế, cho nên nó không bằng lòng thật. Còn mấy con viết rồi ở cái bài này mấy con cởi mở như vậy thì đúng là mấy con đã xả tâm rồi, tức là bằng lòng thật. Nó qua một cái kiến thức của mấy con, cái sự hiểu biết của mấy con trình bày, thì viết cái trình bày như vậy mà con không xả tâm, tức là con chỉ nói không thì không được, buộc lòng con nói như vậy được thì con phải áp dụng cho con được. Mà khi một người mà nói thông suốt như vậy rồi thì lý đâu mà người ta để cho tâm người ta khổ đau, phải không? Bằng lòng thật sự thì mới giải thoát, bằng lòng mà ở ngoài mặt thì trong tâm mà không bằng lòng thì tức là mình đau khổ cái gì, chứ ai đau khổ? Mà mình đã hiểu như vậy tại sao mình lại ôm ấp trong lòng của mình như vậy, con hiểu không? Đó, thì một lần nó chưa đi thì phải tư duy một lần thứ hai, thứ ba để cho thấm nhìn cái lý đó thì tâm con sẽ bằng lòng. Cho nên bây giờ chưa có học tới cái lớp đó thì mấy con có người thì chưa có bằng lòng ngoài mặt mà chưa bằng lòng trong tâm, thì cái điều đó hẳn như thầy cũng biết là thầy không có trách. Thì bây giờ nay giờ thầy không trách, vì chúng ta chưa có thực hành áp dụng những cái điều hiểu biết chúng ta vào cái tâm niệm, những cái niệm ác, những cái tâm niệm mà chúng ta chưa xả được, cho nên bây giờ chưa có nói đến cái lớp đó đâu. Nhưng mà tới cái lớp đó rồi thì mấy con không xả là mấy con sẽ không học ở lớp này. Chừng nào mấy con thấy vui vẻ thật sự trong tâm mà trình bày, chứ không phải là nói suông được, mà đây là thật sự để cứu cánh, để cứu mình ra khỏi sự đau khổ của cái tâm không bằng lòng đó. Thôi hiểu không? Còn bây giờ dạy từng người thì đâu được, dạy cả một cái lớp, và đồng thời cái lớp đó phải triển khai từ cái tri kiến cho đến cái chánh tư duy đó. Bởi vì chánh tư duy là suy nghĩ để cho chúng ta không còn đau khổ, gọi là chánh tư duy, chứ không phải chánh tư duy để suy nghĩ để hiểu biết. Còn bây giờ chúng ta làm bài chánh tư duy để hiểu biết, cho nên chánh tư duy trong chánh kiến. Các con hiểu cái tên lớp chưa? Còn cái chánh tư duy để phải xả tâm, chánh mình tư duy để mà xả tâm, cho nên nó không còn đau khổ, nó không còn bằng lòng ngoài mặt, do đó nó mới xả thật sự, cho nên nó chánh tư duy để mà giải thoát. Con hiểu chưa? Đó là mới thật sự là lớp chánh tư duy. Bởi vì đây cái lớp mới chánh kiến thôi, tư duy trong chánh kiến. Còn cái tư duy trong tư duy tức là tư duy để mình xả tâm, còn này tư duy để hiểu biết. Không, đây cái lớp chánh kiến của chúng ta hiện giờ là tư duy để hiểu biết, chứ chưa có xả tâm. Còn bây giờ mới là tới cái lớp mà chánh tư duy trên tư duy, là tư duy để xả tâm, tư duy để xả cái tâm niệm của mình, suy nghĩ để mình xả, cho nên gọi là chánh tư duy. Còn hôm rày mà tư duy để cho mình có cái hiểu biết, cho nên chánh tư duy thân chánh kiến. Đó, nói vậy nó cụ thể, nó rõ ràng. Hai cái khác nhau không? Chánh tư duy để thật tâm, chánh tư duy để suy nghĩ, để hiểu biết. Đó, nói vậy thôi. Đó, tại bây giờ mình chưa, mình ở lớp chánh kiến thì mình đâu có, chưa có tạo tâm đâu. Hiểu biết chứ chưa có tạo được. Cho nên những cái tu học của chúng ta đâu có cái lớp nào nó gần rẽ cái lớp đấy. Trong cái lớp chánh kiến mấy con còn học hiểu nhiều, trong Phật pháp rất nhiều để triển khai cái tri kiến của mình. Nếu không có Phật pháp thì chắc chắn chúng ta không biết đâu mà hiểu.
Bởi vì chúng ta hiểu cái kiểu kiến thức mà quân tập của thế gian đó, cái hiểu đó nó đem tới chúng ta có nhiều cái kiến chấp làm chúng ta đau khổ. Còn cái hiểu của Phật Pháp nó giúp chúng ta cỡ mở mà hỏa được tâm, không còn đau. Cho nên buộc lòng chúng ta phải học hiểu rất nhiều về những cái kiến thức của Phật Pháp. Nhiều nhờ nhiều cái kiến thức của Phật Pháp mà chúng ta được giải thoát. Do đó sau khi chúng ta học lớp chánh tư duy, trên tư duy thì chúng ta tư duy toàn tiền của Phật Pháp để làm gì? Để xả được cái tâm của chúng ta. Cho nên nó chánh tư duy để mà đưa đi đến cái cứu cánh dạng con tim. Trong một lớp học mà chánh tư duy trong một năm mà qua thì chúng ta thấy cỡ mở tâm hồn chúng ta không còn bị bằng lòng theo kiểu mà bằng lòng vậy mà nó cỡ mở, nó xả tâm thật sự. Đó là cái sự học của chúng ta hôm nay. Mà sau khi học cái lớp chánh tư duy rồi thì chúng ta tiến tới cái lớp chánh ngữ. Bởi vì đây là tới cái hành động của ngôn ngữ, chúng ta học tới cái lớp chánh ngữ. Tiếp tục chúng ta học lần lượt tất cả những cái lớp học của đạo Phật, chúng ta sẽ học hết cho tới lớp chánh định thì chúng ta mới xong, mới hoàn chỉnh được 8 cái lớp học. Bây giờ đang học ở lớp chánh kiến chứ chưa phải qua cái lớp chánh tư duy. Để rồi cái lớp chánh tư duy rồi thì mấy con sẽ thấy tâm hồn mình cỡ mở. Mà mình là một con người rất là thông suốt giáo lý của Phật, nghĩa là cái chỗ nào cũng thông suốt hết, chứ không phải không thông suốt. Cho nên các con sẽ còn lần lượt sẽ còn vừa là mình ở trên lớp chánh tư duy, nhưng thầy cũng vẫn cho những cái đề tài mà nó nằm ở trong cái phạm trù của pháp nào thì thầy cũng sẽ triển khai cái pháp đó cho mấy con chánh kiến ở trên cái pháp đó. Chứ nó không phải là nói gì có nhiều đó là không đủ đâu. Khi mà gặp cái niệm đó mà nội trong cái sự hiểu biết của các con đều học cho tới cái đức xả tâm mà nó chưa đủ sức để mà xả được cái tâm của mình trong lớp chánh tư duy thì thầy biết cái niệm này cần phải học thêm một cái bài gì. Thì lúc bây giờ thầy sẽ cho mấy con học thêm cái bài này để cho mấy con có cái kiến thức về cái ý nghĩa của cái tâm đó để cho mấy con xả được nó, giúp cho mấy con rốt ráo chứ không còn phải mà ức chế tâm nào. Người ta tu hành người ta rất sợ ức chế tâm, bởi vì mình nghĩ rằng mình xả, mình nghĩ mình sẽ ly nó ra, nhưng mà nó không có ly, không ly tại vì mình chưa có thông suốt nó và mình cũng chưa biết cách như thế nào để xả nó, cho nên từ đó mình đã bị ức chế. Cho nên vừa rồi thì ô nghiệp đã nói như vậy, rõ ràng là chúng ta bằng mặt chứ chưa phải bằng lòng, còn bằng lòng thì thật sự chúng ta xả. Ngoài mặt thì chúng ta coi như vậy là tùy thuận như vậy, chứ sự thật chúng ta đã bị lôi cuốn ở trong ác pháp. Chứ chưa, bởi vì mình bằng mặt chứ chưa bằng lòng thì nó bị lôi cuốn trong ác pháp, ở trong ác pháp. Cho nên cái người học làm thật để mà cứu cánh cho mình với không cho ai. Vì vậy mà mình phải cố gắng tu hành. Bây giờ còn ai hỏi thầy gì thêm nữa, có người nào hỏi gì? Tùy theo khả năng sức khỏe của mấy con rồi con hỏi. Con cứ ngồi đó hỏi đi con, đừng đi mất tâm. Con có thấy con sẽ học cái tình yêu giỏi đó. Chưa con có được rồi. Giờ con thời gian lâu rồi con có quên. Giờ con cũng áp dụng lại. Cái gì con nhớ rồi nó giỏi rồi. Cái gì con quên hay là nó không thích hợp thì con tư duy cả con làm theo cái tâm trạng của con được không? Nếu mà cái nào nhớ trong cái tiền đi dịch dụng mà nhớ những cái ở trong đó nó có những cái câu tác ý nó nhắc nhở mình rồi. Trước khi mình hành động gì đó nó đã nhắc mình rồi, tức là mình tác ý ra rồi mình bắt đầu hành động. Do đó câu tiền đi tức là nhà cho chúng ta chánh niệm thỉnh giác chứ không gì. Con nhớ được, con áp dụng từng cái hành động đó thì có một có những câu mà nó không có hợp trong mỏ cũng được, nhưng mà nếu mà những cái con quên con không nhớ thì mình áp dụng trước khi mình làm cái gì đó mình tắt lý rồi nó đúng mức không theo sao đâu, nên áp dụng thì những cái chuyện tệ hơn nó là tu tâm từ đó, tức là mình ngăn người đó. Bởi vì chánh niệm chỉnh giác trước khi ví dụ như mình lấy nước mình rửa mặt thì bảo mình đương cầu cho chúng sanh dĩ thị tẩy thủ đương nguyện chúng sanh lấy nước rửa mặt cầu cho lấy nước rửa ai cầu cho chúng sanh, thì trước khi đó nó nhắc cái câu đó thì tức là mình tỉnh thức ở trên đó, tức là tu tâm từ đó. Cho nên tâm từ mà nói về cái sức tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác là tu tâm từ đó, nó thực hiện từ tâm đó, để tránh không làm đau khổ chúng sanh, cầu cho chúng sanh. Con nghe cái câu ở trong cái tình duyên nhiệt dụng
mà mỗi cái đều là phần tư chúng sanh á. Một phần mình làm cái đó là trước khi mình hành động rồi mình phát ý, chứ không phải là trong khi trước khi đó mình đọc cái câu đó, tức là mình phát ý câu đó ra rồi thì hành động mình nó theo đó, mà nó cũng thức nó không có dám làm tâm, nó không chú ý hành động. Cho nên câu đó là câu phát ý ở trong tình duyên nhiệm vụ, toàn những câu đó là câu phát ý. Mà ngày xưa có ý thầy bắt buộc người tu sĩ vừa đến tu học thì bắt buộc mình phải học hết. Nhưng mà hồi đó thì học để thuộc, để trang bài thôi, chứ không có thực hiện. Bây giờ nó mình hiểu, mình biết rõ, mình áp dụng và thực hiện được sống của mình, tức là chánh niệm tỉnh thức. Mà cái đó là thực hiện tâm tịnh, tâm từ từ để tránh nó không có làm đau khổ chúng sanh, mà hành động mình thức. Thầy ví dụ như là con quên trước khi con làm đúng không? Quên trong khi con làm con phát ý cũng được. Lỡ đầu tiên thì chưa có phát ý, bây giờ mình làm hơi cái mình nhớ, mình phát ý mình nhắc để cho nó sức tỉnh, mình tỉnh trên cái hành động mình. Thì đó là lúc đầu thì nó cũng hay quên, nhưng mà sau này lần lượt nó làm gì mình nhắc thấy, nó làm chủ được cái ý của nó, là nó nhắc trước mình nữa, làm sao cái con tập làm sao mà nó quen được, mà trước khi mà làm cái gì đó ở trong đầu nó phát ý ra rồi, nó theo cái thắc ý đó mà nó làm, thì cái đó nó là tu tập tâm thần. Thầy, con cái thấy của con là như cái câu nào mà con thấy không thích hợp hay là con quên rõ là thầy, thì con chế ra cho nó thích hợp với mình. Được không? Bởi vì đó là ở trong thức giác chi gọi là trạch thoáng giác chi đó. Cho nên nó có cái thức của Đức Phật dạy cho mình trạch thoáng giác chi, tự mình chọn lấy một câu nào đó cho phù hợp với mình, chứ không phải mình theo những cái bản á, những cái bổ mà đã ở trong tiền liên nghiệp dụng như. Bởi vì trên cái đường tu tập của mình tự chế ra được, rồi mình thiện xảo mình tự chế ra được, và đồng thời mình lại nương theo cái sườn của Phật pháp đã dạy mình đó, nó thành ra nó không có là. Cũng như con nương vào tiền liên nghiệp dụng mà con không có sử dụng cái câu ở trong này, vì cái câu trong này nó không có phù hợp với cái tác tướng của con lại đặt pháp một cái câu khác, nhưng cái nghĩa của nó không có sai cái này, thì nó đã được không sao. Rồi con hỏi con có hỏi hết rồi, con mới trở lại cái pháp tu tập. Chứ còn khi mà thân mình bệnh
thì mình phải coi như là cứu giải pháp ở trên cái thân rồi, thì phải đánh lui cái bệnh nó cho ra cho khỏi thân rồi mới tập pháp. Thế bây giờ mình tu tập pháp gì không được á, thì còn có đánh lui cứu giải pháp không? Cho nên còn gọi là tư tứ niệm xứ mà nhiếp phục tham ưu ở trên thân mà. Thì cứ biết cái tâm của mình đang họ khổ rồi, thì phải làm sao đẩy cho cái khổ đó ra khỏi cái thân của mình, làm cho cái tâm của mình nó không ưu phiền trên cái bệnh khổ thân. Thì như vậy mình liên tục rồi. Ví dụ như con tu 30 phút đẩy vô cái bệnh con thân đang có bệnh mà nó không giảm thì con tiếp tục đẩy nữa. Còn nếu mà nó giảm chỉ một chút, nó giảm chỉ một chút rồi tiếp tục đánh nữa. Ví dụ như bây giờ 30 phút mà thấy nó giảm, con nghỉ thì 5-3 phút rồi ban đầu nó còn tiếp tục con áp dụng cái phương pháp đó đẩy lên cái bệnh của con cho đến khi mà 30 phút nữa. Mà cho đến khi mà thấy 30 phút nữa mà cái bệnh nó hết thì không, mà nó có bệnh nó không hết thì con nghỉ một lúc rồi con tiếp tục con đánh. Chứ còn con nếu mà dồn sức suốt nghề đó thì con không đủ sức. Phải lượng cái sức của mình tùy theo cái sức mình. Sức của con 30 phút thì con đẩy lui bị 30 phút. Mà sức của con 1 giờ thì con tu tập trong 1 giờ. Cho nên vì vậy mà tùy theo cái khả năng cái sức của con mà con tu tập trong muốn đẩy lui bệnh. Còn cái bệnh nặng nhẹ, bây giờ cái bệnh mà đau quá thì con không được nghỉ. Còn cái bệnh mà sơ sơ thì nghỉ được. Còn cái bệnh mà nặng nhẹ cái ôn pháp, coi như ôn pháp điều khiển, chừng nào sống thêm để làm rồi mới buông pháp ra, chứ không được buông pháp. Phải nhớ cái bệnh có những cái bệnh đau quá chứ, thì trong khi đau quá chứ thì ôn pháp mình chịu được nhiều quá. Chứ nếu mà trong khi mà cái cảm thọ đau như vậy mà con đúng 30 phút rồi con nghỉ thì không được, bởi vì nó sẽ trở lại hoàn toàn, nó chưa có giảm chút nào nó thì nghỉ là được. Nó giảm thì nó nghỉ, mà nó không giảm thì tiếp tục ôn pháp. Mình thấy là giai đoạn 30 phút nào mà cái cơn bệnh nó vẫn còn y như cũ thì mấy con không có được lìa cái pháp ôm chặt pháp nhiều quá, tức là đau mặt đau ôm pháp, cứ ôm pháp, cứ đưa tay ra, đưa tay vô hoặc là hít ra, thở ra, hít vô, liên tục ôm pháp đi hoài. Chừng nào mà nó nghe nó cảm thấy cái đau đó nó giảm xuống thì mới thôi. Còn nếu mà nó chưa giảm cứ ôm chặt cái pháp mà tiến tới, thì chừng nào mà nó giảm thì mình mới nghĩ lại, nghĩ mình không có ôn pháp nữa, mình cũng quan sát lại coi cái cảm thọ nó có thể giảm thật sự hay là không. Chứ còn trong khi con ôn pháp mà con xét cái bệnh của con thì nó chính chắn lắm đó. Mình ôn pháp mình chỉ ôn pháp để quên bệnh, ôn pháp cho nên nó chặt thì nó không có còn đời ra. Còn khi mình nghĩ để cho mình xem xét là cái bệnh của mình có giảm hay không, mà nó giảm thật thì bắt đầu đó mình thấy như vậy cái pháp này họp, thì cho nên mình tiếp tục trong 5 phút 3 phút mình nghĩ mình quan sát nó, thì mình thấy là trên cái mặt trận này mình đã có thần phần chiến thắng, cho nên mình ôn pháp lần thứ hai nữa là mình lui được. Nó thì khéo léo đó, còn trong cái cuộc chiến đấu này mình phải khéo léo. Mình khi mà mình áp dụng mình đánh với nó rồi thì mình trong cái thời gian mà đánh với nhau như vậy thì mình thấy nó có giảm cái lực, nó đánh mình nó có giảm cái đau không. Nếu giảm thì là khi lực của giặc sinh tử nó thua mình đó, nó thua cái pháp tác ý của mình, cái phương pháp mình đó. Còn nếu nó không giảm thì cái lực của mình với lực nó tương đương. Khi mình nghĩ mình xem xét lại cái mặt trận mình đang đánh, tức là mặt trận cảm thọ, mình thấy nó không giảm, tức là ôm chặt pháp hơn nữa chứ không có đầu hàng. Còn nếu mình đầu hàng, tức là mình bỏ cuộc, mình đi uống thuốc hoặc là mình đi bác sĩ được, thì cái đó là sai rồi, không có đúng. Thì cái trường hợp mà xảy ra cho con đó thì con thấy con cũng giảm bớt được cái sự chiến thắng được cái bệnh của con, thì đó là cũng có ý thức lực lượng nên bình tâm mà có thể tiếp tục trị cho hết rồi mới tu rồi con. Thầy đó là nó không phụ ơn của thầy đó, thì mà
đối với cái tâm từ thì nói như cũng không được, mà đó là cái ơn nghĩa mà khi mà con muốn dâng lên cúng dường thầy những cái kết quả của sự giải thoát đó. Thì bởi vì từ với bi nó khác để nó nói vào cái tâm giải thoát, còn con ráng cố gắng để thực hiện mà dâng lên cúng dường cho thầy, thì đó là con làm cái hành động mà tu tập hết sức mình để cho mình hết đau, đó là tâm bi đối với con. Vì vậy con đang đau khổ, con đang bệnh đó, con nỗ lực, con bây giờ mình nỗ lực mình tu tập cái này để cho mình dâng lên cái sự giải thoát này, để cúng dường cho thầy, để cho mình không có phụ ân thầy, không? Đó là cái tâm bi thì đối với con, để mà nhờ cái mà kính dâng lên cho thầy những cái sự giải thoát của con. Thì đó là đối với con như vậy. Bây giờ con thấy con thoát ra cái khổ đau của con, đó là đối với con là cái hành động, đó là cái tâm bi. Còn đối với thầy thì nó không có tâm từ. Tại sao? Thầy đâu có thương thầy đâu, phải không? Nhưng mà không phụ ân thầy thì nói là cái ơn nghĩa. Cho nên vì vậy mà ví dụ như các con không có tu tập được như vậy, không có dâng lên được như vậy, thì các con phụ ân thầy, chứ thầy cũng đâu có đau khổ gì đâu. Con hiểu không? Mà thầy thấy mấy con mà tu tập được giải thoát vậy thì mừng cho mấy con thôi, chứ đâu có cái gì đâu. Cho nên vì vậy mà ví dụ như bây giờ thầy đang yên vui như thế này mà con làm cho thầy có cái gì buồn phiền đó, làm cho thầy có gì buồn phiền là con thiếu tâm từ. Còn này con cũng đâu có làm gì cho thầy buồn phiền, nhưng mà con dâng lên cái sự cúng dường, cái sự giải thoát của con đó, để nói lên cái sự biết ơn của con đối với thầy, cho nên nó cũng không thuộc về tâm từ. Hả ba không? Con thấy còn cái đối với con là do cái công phu mà nỗ lực tu tập như vậy để con thoát ra cái bệnh của con đó, rồi con dâng lên cái sự mà giải thoát của con đối với thầy cho thầy ấy, thì đó là con tâm bi đối với con, làm cho con giải thoát, con tư duy suy nghĩ cái điều đó mà con làm cho con hết cái đau khổ của con, để mà con dâng lên cái cúng dường cái sự giải thoát của chính bản thân con, thì đó là cái hành động tu tập đó để con thoát khổ, đó là tâm bi đối với con. Còn tâm từ thì thầy có con có làm khổ thầy gì đâu, vì vậy mà ngăn ngừa trước, chỉ có con đem lại kết quả đó, con dâng lên không phụ ân thầy thôi, có gì thôi, chứ không phải là tâm từ nữa. Bởi vì từ bi hỷ xả nó nhằm cái mục đích để giải quyết cái tâm từ thì không làm khổ đau chúng sanh. Còn cái tâm bi thì nó giải quyết những cái nỗi khổ đau của mình của chúng sanh. Nó như vậy. Cho nên ở chỗ con là cái không phụ công ân của thầy thôi, chứ nó không phải là tâm từ. Nhưng mà chính những cái hành động của con đó là tâm bi đó với con. Phát triển tâm từ đối với thầy thì sao? Phải phát triển như thế nào? Thì con phát triển cái tâm từ đối với thầy, thì con đối với thầy mà có cái tâm từ với thầy đó, thì mấy con phải sống mà đúng giới luật, đừng có vi phạm để bị rầy ra mấy con. Tức là thì rầy ra thì cực thầy với gì? Cho mấy con phải sống đúng giới luật, phải không? Thì đó là đúng. Chứ không phải là mấy con tu tập mà để dâng lên cái sự cúng dường cho thầy, đó là tâm từ với thầy, không phải. Mà mấy con đừng có phạm giới, phá giới, sống cho đúng cách của cái hạnh đó, là mấy con dùng cái hạnh của mấy con tu đứng cái giới luật đó là một con tâm từ, để làm cho thầy khỏi rầy, khỏi này kia, khỏi bực mình với mấy con. Cái đó là tâm từ đối với thầy. Còn mấy con cứ tối ngày mà nói chuyện phạm giới, phá giới, phạm giới phá giới, tức là mấy con làm cho thầy rầy mấy con hoài đó, thì đó là mấy con không có tâm từ với thầy chút nào hết, mấy con làm cho thầy quá cực, hiểu không? Mấy con hoàng lòng mà quay mặt đó là mấy con cũng là không có tâm từ với thầy, ở trong bụng cứ ức chế tâm không đó, thì cái đó là không có tâm từ. Mấy con xả tâm được thôi mà mấy con là mấy con có tâm từ với thầy, còn mấy con xả tâm không được là mấy con không có tâm từ, làm cho thì làm cho thầy không có rầy, không có bận tâm với mấy con, hiểu chưa? Đó là tâm từ. Bắt đầu năm cái tâm hương đó con, bắt đầu cho con thấy vô vào đầu cái giới hương, cái hương giới luật con,
giới luật là cái đức hạnh, mình phải khép mình trong cái khuôn khổ đức hạnh, mình sống trong cái giới hương, rồi định hương. Khi mà giới hương á, mình sống đúng cái giới luật đó rồi thì nó mới có cái định, giới sanh định. Cho nên cái giới nó sẽ đi dục đi ác pháp. Mà bây giờ mấy con thấy trong cái muốn mà giữ giới cho nó nghiêm chỉnh thì nó cảm cái vấn đề mà tu học, cho nên lớp chứng kiến cũng nằm ở trong giới luật. Còn em qua cái chánh tư duy là cái lớp để mình tạo tâm, nó cũng còn nằm ở trong giới luật để cho mình nghiêm chỉnh giới luật. Cho nên toàn bộ ở trong cái điều mình đang tu hoàn toàn là nằm ở trong cái giới luật đó, chứ chưa phải là ví dụ mình còn những cái niệm làm cho mình đau khổ, mình còn những cái chướng ngại ở trên thân mình bệnh tật, đó là mình đang tu tập cái giới lòng. Cho nên cái lớp giới còn thấy từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh niệm thì toàn là nằm ở trong giới hết, chứ chưa phải là hoàn toàn là đi qua được. Cho đến khi mà cái giới thứ bảy tức là cái chánh niệm á, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới hoàn tất được cái giới luật, tức là tứ niệm xứ xương mạng đó là hoàn tất được giới luật, thì các con thấy nó mới có giới sanh định, nó mới có cái trạng thái tứ thành tốt định như ý tốt đó. Thì lúc bây giờ chúng ta mới giảm cái lớp chánh định, thì lớp chánh định rồi thì mấy con thấy bây giờ lớp chánh định thì tuệ, tức là tuệ tăng minh, nó cũng nằm ở trong cái lớp chánh định, nó nằm trong lớp chánh định, nhưng mà nó không phải là cái lớp tuệ đó mình phải học riêng nó đâu, mà nó nằm ở trong cái lớp chánh định. Khi có định thì thực hiện tuệ, thì nhập tứ thiền thì mới thực hiện tuệ tăng minh, cho nên nó nằm trọn ở trong cái lớp chánh định. Cho nên mình thấy tới chánh định thôi chứ Đức Phật đâu có nói lớp tuệ đâu, phải không? Nhưng mà giới sanh định, định sanh tuệ. Bây giờ cái tuệ gì đây? Hay cái gì đây? Thì trong khi đó cái lớp tuệ đó không, mà bây giờ Đức Phật nói tới cái hương thứ nhất là giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Chữ giữ có nghĩa là cái chữ ngán, có nghĩa là chữ già, già tuệ hương. Vậy thì tuệ hương lúc bây giờ là khi chúng ta toàn triệt được tam minh rồi thì chúng ta có cái tri kiến sáng suốt. Chúng ta muốn sử dụng cái hiểu biết của chúng ta trong cái không gian và thời gian nó không còn có nữa, thì chúng ta có cái hiểu biết cuối cùng của cái tuệ tâm minh, tức là cái thiên nhãn minh, cái lậu động minh, cái túc mạng minh, nó ba cái tuệ đó thì nó mới đầy đủ. Còn bây giờ chúng ta từ cái tri kiến hiểu biết để mà chúng ta quân hiểu biết cho đến khi mà chúng ta hoàn tất được cái tuệ tâm minh mới gộp chung là mới gọi là tuệ. Nó trong cái tri kiến cho đến trong cái hiểu biết của chúng ta đầu tiên là cái ý thức, không? Hoàn toàn chúng ta bỏ cái tưởng thức của chúng ta ra, bởi vì cái tưởng thức là cái ảo. Còn bắt đầu cho tới cái thức quẩn của chúng ta triển khai từ cái tâm linh đó, nó là cái thật chứ không phải là cái ảo như là tưởng của chúng ta. Cho nên cái ý trí từ cái hiểu biết của cái ý thức của chúng ta, sáu thức của chúng ta đó là cái hiểu biết của sắc quẩn, mà bắt đầu triển khai cho đến cái thức quẩn. Mà khi cái thức quẩn được triển khai thì gồm lại từ cái biết của ý thức cho đến cái thức quẩn đó gọi là tuệ. Con hiểu chưa? Đây giới là mình tu tập từ đó mà cho đến cái lớp chánh niệm là nó thuộc về giới, để cho giới thanh tịnh hoàn toàn không còn vi phạm một lỗ nhỏ nhặt nào, đó là thuộc về giới. Nhưng mà giới thanh tịnh thì nó mới có cái định, tức là bất động tâm, mà bất động tâm thì nó có tứ thần túc, mà có tứ thần túc thì nó mới có định như ý túc. Để như ý túc thì chúng ta mới nhập được bốn định, tức là bốn thiền đó. Nhập được bốn cái thiền này rồi thì ở trong tứ thiền chúng ta mới thực hiện được tam minh. Thì thực hiện được tam minh đó là cái tệ, đó là cái tệ cuối cùng của chúng ta, tức là một phần ở trong từ cái ý thức cho đến cái tuệ tam minh đó, nó mới gồm lại, nó mới gọi chung là tuệ. Nó mới dùng cái tên của nó là gọi là tuệ. Cho nên giới định tuệ, bây giờ chúng ta có tuệ rồi thì chúng ta mới có sự giải thoát, mới có cái tri kiến giải thoát. Cho nên vì vậy mà các con nè, giới định tuệ rồi giải thoát, tri kiến giải thoát hơn. Đó, bây giờ chúng ta sống trở lại bình thường là cái tri kiến, hiện giờ mà thầy nói là cái tri kiến vậy. Cho nên những cái gì mà tác động vô thầy thì cái tri kiến nó chậm đứng hết, nó không còn tác động. Còn bây giờ mấy con bị tác động rồi, mấy con tu rồi tác động rồi xả tu, mấy con chưa có đủ cái tri kiến giải thoát. Bây giờ mấy con đang học để mà thực hiện được cái tri kiến giải thoát đó, cho nên các con sẽ thấy cái hương và tri kiến giải thoát đó là cái hương cuối cùng. Một con người mà tu xong rồi thì họ sống bình thường như mọi người, thì cái hiểu biết để mà họ được giải thoát đó gọi là tri kiến giải thoát.
Còn đầu tiên mấy con thấy tới trí tuệ là nó gồm cả cái ý thức của mấy con, cái biết của ý thức cho đến cái biết của tâm mình. Những cái biết này, những cái biết này gồm lại nó gọi là tuệ. Vì vậy mà trong khi nó cái hương mà tuệ đó, mấy con được ba cái hương rồi, cho nên nó giải thoát, bắt đầu nó tri kiến hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Bây giờ mấy con mới có cái tuệ giải thoát, nhưng mà giải thoát tri kiến hương nó lại lặp lại một lần cuối cùng. Bây giờ các con đã gồm đủ cái tuệ của các con, nó gồm lại nó là giải thoát hương, rồi tri kiến giải thoát hương. Bây giờ mấy con mới sống là vào cái tri kiến của mấy con như bình thường như mọi người. Cái hương cuối cùng là cái sự sống bình thường của mấy người như mọi người không khác, nhưng nó hoàn toàn, nó hoàn chỉnh được, cho nên không có gì mà tác động cho được. Cho nên gọi là cái tiếng hương cuối cùng là giải thoát tri kiến hương. Các con hiểu chưa? Còn đầu tiên nó giải thoát hương, tức là bây giờ cái tệ chúng ta có rồi, thì bắt đầu chúng ta mới có cái sự giải thoát hoàn toàn. Cho nên nó năm cái hương đó là giải thoát hương, rồi giải thoát tri kiến hương là cái hương cuối cùng của nó. Nghĩa là bây giờ mình mới trở về đời sống bình thường, còn hồi đó mình gồm được cái tệ rồi thì mình có sự giải thoát rồi. Cho nên cái sự giải thoát đó hoàn toàn mình làm chủ được sinh già bệnh chết của mình rồi, cho nên nó gọi là giải thoát hương. Rồi giải thoát tri kiến hương, bắt đầu bây giờ sống ở trong cái tri kiến, mà cái tri kiến nó không bao giờ có một cái ác pháp nào tác động, cho nên nó đủ năm cái hương. Cho nên bây giờ thầy trở về thầy sống với con người bình thường rồi. Còn hồi thầy tu á thì nó giải thoát hương, tức là thầy thấy rõ ràng là thầy làm chủ hoàn toàn rồi, nhưng mà thầy hoàn toàn là ở trong cái giai đoạn mà thầy đã tu. Con hiểu không? Bây giờ cái hương định hương á, tệ hương á, là gồm cái hiểu biết của thầy, từ cái hiểu biết của ý thức cho đến cái hiểu biết của tâm minh, nó gồm lại nó gọi là tuệ. Chứ không phải tuệ là chỉ có tâm minh không mới tuệ đâu, nhưng mà có tâm minh mới được gồm lại mới gọi là tuệ, mà thiếu tâm minh thì mấy con chưa gọi tuệ, mà gọi là tri kiến giải thoát thôi, hay là tri kiến thôi chứ không tuệ. Khi mà gồm lại được cái tuệ rồi, nó đủ hết rồi đó, thì mấy con mới thấy hoàn toàn giải thoát. Cái cây hương mà con nhìn lại, con quan sát lại thì con thấy con hoàn toàn được giải thoát, ra khỏi cái sự sinh tử, vượt ra khỏi quy luật của nhân quả rồi. Đó là cái hiểu biết, cái hiểu biết gọi là giải thoát hương. Rồi giải thoát tri kiến hương, bây giờ trở về cái tri kiến hoàn toàn nó chủ động rồi, nó không còn gì. Muốn tâm minh nó có tâm minh, mà không muốn tâm minh thì nó ở đây nó tri kiến, hoàn toàn nó hóa giải hết tất cả, không còn tác động nữa. Cho nên năm cái hương này dâng lên tức là cúng Phật. Mà con thiếu một cây hương thì mới có dựng được 3 cây, 2 cây, 1 cây, thì mới con phải tập cho đến đủ 5 cây hương này mới đúng nghĩa là đốt thắp 5 cây hương lên. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, tri kiến hương. Đó, cái câu ở trong cái câu kinh nó như vậy đó. Thì mấy con thấy đủ 5 cây hương này, cho nên phải hiểu nghĩa. Mà nếu không hiểu nghĩa thì mấy con không rành. Mấy con nghĩ tưởng là tệ, chắc có lẽ là định nó sanh tệ, là cái tuệ tâm minh không phải. Nó gồm luôn cả cái tri kiến hồi mình học cái lớp chánh kiến đó, rồi chánh tư duy đó, cái những cái đó là điều hoàn toàn cái sự hiểu biết của ý thức của mấy con hết rồi. Nó gồm cái hiểu biết đó, nó tới cái tuệ tâm minh, nó thực hiện ra được tâm minh, thì nó gồm, nó gọi chung là cái tên tuệ, chứ không phải là tuệ là có cái hiểu biết của tâm minh không. Nó cả cái từ cái thấp gì đến cái cao nó gồm lại, mà nó nhằm vào đó nó mới thành ra một cái tri kiến giải thoát. Nó nhằm vào một cái giải thoát hương, giải thoát hương rồi mới tới tri kiến hương. Bởi vì nó gồm cả cái tuệ, nó gồm như vậy, nó gồm cả cái sức giải thoát nó. Thì bắt đầu cái hương mà giải thoát, chúng ta thấy, nhìn thấy mình giải thoát hoàn toàn, làm chủ cả thân tâm một cách cụ thể rõ ràng, đó là giải thoát hương. Rồi giải thoát tri kiến hương, bây giờ chúng ta mới sống bình thường như mọi người trong cái tri kiến của chúng ta. Đó là cái hiểu biết của chúng ta hoàn toàn nó trọn vẹn, lúc nào chúng ta cũng sử dụng một cách dễ dàng, đó gọi là giải thoát tri kiến hương. Như vậy thì đó là một cái mục tiêu để tụi con tiến tới cái quan niệm là thức tập. Đúng rồi, đó là mình phải nhắm đó con, nhắm vào cái mục tiêu đó để mà mình hoàn tất được con đường tu của mình, là năm cái hương đó để dâng lên cúng Phật đó, để đền đáp ơn Phật. Nhờ có đường, con đường của đạo Phật mà chúng ta mới được giải thoát như thế này. Cho nên mình thắp năm cái hương đó là năm cái hương cúng Phật, dâng lên cúng Phật, không phụ ơn Phật đó. Không hỏi nữa. Thầy cái giải thoát tri kiến hương hay con hiểu là có phải nó là đại viên thẳng trí ở trong cái đó là trong y học thì nó nói cái tên đó như vậy, chứ không có gì, nó hoàn tất rồi đó. Thầy, cái giải thoát tri kiến hương
coi như giải thoát cho kiến hương là nó hoàn tất, mà nó ở trong cái tri kiến của nó, chứ nó không phải là ở trong cái định. Ok, nó đâu có ở trong cái định. Khi mà nó xong thì nó ở trong cái sống, cuộc sống bình thường của mọi người, nhưng mà nó giải thoát hoàn toàn. Thầy con xin thầy giải thích cho con như thế nào thì con như thế nào không chưa tập này, là con trong cái khi mà con tu ấy thì con bị co rút cơ ấy thầy, thì trong cái lúc mà con bị rút cơ thì con ngồi con tác ý thì nó đi và nó khỏi. Thế nhưng mà khi nó khỏi rồi thì con bạch thầy là đến vài ngày sau thì nó lại biểu hiện cái đấy. Thì con bạch thầy là trong cái thời gian mà từ hôm nay cho đến cái ngày hôm đấy thì các cái buổi tu của con có cần phải tác ý và con còn phải nhủ nó không, hay là cứ đến cái lúc đấy thì con đi? Không phải, là con phải biết là cái bệnh của con nó chưa phải hết, nghĩa là nó chưa có, bữa nay thì thấy nó bình thường vậy, chứ một lát nữa nó co, nó rút cái cơ bắp con nó đau nhất, thì do đó con phải biết là cái bệnh của con nó chưa phải bình thường đâu, cho nên con tác ý. Còn cứ hễ bắt đầu vào cái tu cái pháp nào đó, con cũng tác ý gì cái cơ bắp của con để nó co rút, nó co rút nó nhất không? À, do đó thì con phải tác ý, chừng nào mà con thật sự con thấy nó không có hiện tượng nó xảy ra nữa thì nó không. Cái vòng nó còn nó chưa, vì nó co rút một lúc đó thì nó đau nhất rồi, hai lát cái nó tản dần là nó hết, thì mình tưởng là nó hết, nhưng mà buổi chiều hay buổi khác nó lại khó nữa, thì như vậy là cái bệnh con chưa hết đâu, cái bệnh mà đó nó chưa hoàn tất, cho nên con còn đang phải là đối trị với nó. Vì vậy mà trước khi tu cái pháp nào, mặc dù bây giờ thân con không có này, nhưng mà con biết nó có nè, nó sẽ xảy ra trong giờ nào không biết chừng, cho nên vì vậy mà tác ý trước nó đã, bảo cái bệnh đó phải đi. À, cái bệnh mà co rút chân con đó, co rút cơ đó, nó gồng lên nó cứ ngắt nha, chứ phải không con? Cái cơ đó cái cơ của toàn cái cơ xương chi này, co hết các cái ngón chân với các cái bắp này nhất rồi, nó cứng ngắt con, cứng lại này, một cơ bắp đó nó cứng lại, nó cứng lại thì con bị rút cái chân con lên, nó làm nhức ở trong đó, đó. Thì lúc bây giờ con biết là cái bệnh con nó thường hay xảy ra vậy, rồi một hơi đó, nếu mà con lấy tay con chà nó một hơi á, hoặc là con để yên hơi đó, thì bắt đầu nó thẳng rồi, nó hết nè. Nhưng mà con cái bệnh của con rồi, cái bệnh cơ bắp, cho nên con luôn luôn phải tác ý chừng nào con thấy hiện tượng đó nó không trả ra nữa thì nó hả. Còn nó còn thì bây giờ nó không có, chứ một lát nữa nó có không chừng, cho nên vì vậy mà bây giờ con phải đối trị với nó, là trị chừng nào hết rồi dùng pháp mà trị, cứ tác ý trước khi, mặc dù bây giờ không có mình cũng tác ý, mà có thì mình cũng tác ý, mình ôn pháp mình vượt qua. Để ví dụ như nó có vậy thì con tác ý cái lát rồi con đưa tay ra đưa tay vô thế này, thì chừng nào nó hết thì thôi, thì nó một chút nó hết chứ không có gì, nhưng mà cái bệnh nó còn, nó chưa hết đâu. Rồi tác ý hoài, cứ chừng nào mà con thấy cái hiện tượng mà nó xảy ra nó hết, nó bây giờ nó không co nữa rồi, tức là nó đã hết rồi, không tác ý. Con bạch thầy là con nghĩ con nhận câu hỏi thì con bạch thầy là con ý câu hỏi này. Ví dụ như là con có một cái cảm với cô Đậu Châu chẳng hạn. Thế bây giờ thì lúc đầu thì con chưa hiểu cô ấy, con nghe một cái từ gì đấy họ nói thì cô nói con như thế này là thì con có cái ác cảm con để ý. Nhưng mà sau khi con tư duy, con quán xét rồi con trong cái nhân quả này, trong cái vô lý vô thường thì con thấy dần dần con thấy nó bất đi, là khi nó con quán mà thấy nó không ngủ được, tự nhiên trong người con nó vui vẻ hẳn lên, nó có cái niềm vui, mà khi lúc ấy con lại trông thấy cô, con nhìn thấy cô thì con thấy vui và mừng, và từ đấy thì con thấy nó rất là thoải mái. Thì như thế thì thầy, như thế là mình đã thả được cái ấy chưa, hay là nó vẫn còn, hoặc là như cô ấy nói cũng là bằng mặt không bằng lòng ấy, thì thầy cho con biết cái đấy. Bắt đầu con cũng quán tư duy. Nhưng mà sau khi nào mà con thấy thật sự ra cái tâm từ, tức là cái tâm bi á, mà con thấy sự đạt ra, con đối với cô, con thấy cô đang ở trong cái ác pháp đó, cô mới nói ra những cái lời nói đó, thì con khi nào mà con thấy cái tâm bi, con thấy đáng thương cho cô, nó không phải đáng ghét nữa, thì nó mới xả thật. Con xét qua cái tâm con thấy tội nghiệp cô nói như vậy đó, là mà cô đang ở trong ác pháp mà mình đáng thương chứ không có đáng ghét, mà thật sự là mình xét mình thương cậu thật thì đó là con đã phạt, mà thương miễn cưỡng đó, mình chỉ nói thương chứ sự thật là còn ghét đó thì nó chưa phải, đó là bằng mặt chứ chưa bằng lòng.
Cho nên vì vậy mà sau khi tu tập cái gì vấn đề mà chánh tư duy này, quan sát rất kỹ về cái tâm niệm của chúng ta, khi có một cái niệm nào nó không ưa một cái gì đó thì mình quan sát cái niệm đó rất là kỹ, coi thử coi mình xả cái chỗ mực nào, cái đó nó xả hết hay là nó còn he áp, nó còn gượng gạo thì mình lột cằn ra hết, nó không có được để ở trong cái chỗ gượng gạo đó thì coi như mình ức chế. À, thì trong tới chừng mà mấy con học lớp chánh tư duy rồi, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cái thức xả này hả? Chứ không khéo mấy con cũng quán tư duy mà mấy con chưa có xem xét được cái tâm niệm của mình. Cho nên Đức Phật nó trên thân quán thân, trên tâm quán thân. Đó là mình tu trên tứ niệm xứ. Trong khi áp dụng vào cái tứ niệm xứ mà ở trên chánh tư duy rồi đó, thì khi đó mình xét nét rất kỹ, coi thử coi mình xả thật sự hay là không xả đây, hay là còn nói sơ sơ đây, mình tưởng mà nó đã xả chứ sự thật là chưa thôi. Cho nên một bằng mặt không bằng lòng như cô Nghiệm đã nói đó. Thì do đó là khi đó mình xét kỹ, mà mình ở trên chánh tư duy mình kỹ lắm, tu tập đây là áp dụng vào cái tâm trạng của mình để giải thoát, mình đâu có để cho nó mất mớ một cái gì ở trong đó được đâu. Mình xả thật sự, mình đem hết sức lực cho mình tu mình xả. Cho nên đòi hỏi tri kiến của mình phải quan sát rất kỹ, coi cái tâm mình còn hay không. Chứ thật ra mình còn mà như mình lờ qua, mình làm như là mình không buồn không giận, chứ thật ra nó chưa đâu, nó đụng cái nó thấy nó lộ cái tướng nó ra liền. Còn này người ta quan sát rất kỹ cái tâm niệm của mình, mình xả từng cái tâm niệm từng cái. Cho nên thầy nói rằng khi mấy con tu lớp chứng kiến là mấy con sẽ thấy không còn cái chuyện mà bằng mặt hay một là không bằng lòng đâu, không còn cái chuyện này đâu. Dập trần cái mặt của mình ra hết, những cái ác pháp nó nằm úp e áp ở trong lòng của mình đều là dập trần ra hết. Cái chánh tư duy của chúng ta dập ra hết để nó lộ cái mặt thật nó ra, chứ không có được che đậy nó trong đó. Cho nên mấy con tu tới đây rồi, mấy con cái tâm niệm nào, cái hành động nào, ví dụ như người ta phê bình, người ta nói mình cái hành động đó vậy đó, cái bắt đầu mình bực mình đó, mà như vậy mà mình đem cái niệm đó ra, mình phanh nó ra, coi cái sự bực mình ở chỗ nào, cái chướng ngại nó ở chỗ nào mà nó ra đây, mình phanh ra hết. Còn cái chỗ nào mình phanh ra không được thì thầy trợ giúp cho phanh ra để dạy cái mặt thật của nó ra. Thầy con mỗi cái ý này là con thì chưa được học cái tư duy trong những đề trả, nhưng mà con nói là ví dụ như con học cái chính kiến này thì con từ áp dụng cái chính kiến là con thấy cái nhân quả, thì con thấy cô như thế này, cây dương thì tự nhiên là con không có cái ác cảm, nhưng mà không còn cái ác cảm ấy, định thì cô ở trong tâm con thấy nó vui vẻ phấn khởi rồi, nó có niềm vui, mà khi con gặp cô con lại thấy vui vui vẻ, thì con muốn mời thầy cái đó là chính, cái đó là con xả rồi, đã xả rồi, xả rồi. Không phải là ức chế chứ, không phải ức chế vì mình vui thật. Còn tôi nghĩ là nếu mà ức chế thì là bằng mặt bằng lòng, tức là bây giờ tôi trông cô tôi cười, nhưng mà thực ra trong lòng tôi vẫn như cái đấy, con nghĩ mà rất là bình tĩnh. Những người ngoài đời nó gọi là chỉ che đậy cái đề ngoài đấy, những lớp áo che đậy cái đề ngoài thôi, chứ còn thực ra cái tâm mình vẫn còn đang có cái tâm định độc ác trong cái gì thế đấy. Con những con ý con muốn nói, con muốn gọi thầy đây là khi con đã hiểu được cái định kiến rồi, con áp dụng cái định kiến với con xã để con xả. Một mặt là con vì con đã xả được cho nên con rất vui mừng, con nghĩ thế là con vui mừng, và khi con đã xả rồi con gặp cô con lại như thấy vui và thấy phấn khởi, đối với cô nó không hoàn toàn thấy ngăn cách giữa hai người nữa, thì con nghĩ thế là đấy là xả rồi, đấy là xả hoàn toàn rồi. Cái đó mình xét qua mình rất rõ rồi. Bởi vì cái chánh tư duy để cho mình khi mình dùng cái chánh kiến đó, cái ở trong cái chánh kiến là cái hiểu biết đó, mình áp dụng vào cái chánh tư duy, mình thấy thật sự ra mình cởi mở hoàn toàn là mình xả rồi, đâu còn gì nữa đâu. Đó là chính cái lớp học của mấy con tới đây đó, nó là như vậy đó. Mình phải hiểu rõ mình như thật mà, nó không còn che giấu một cái gì ở trong tâm của mình hết. Thấy cái người đó sai quấy cái gì đó mà cứ ôm ấp bụng mình, cứ thấy họ sai, họ bậy, họ ác pháp đồ không, mà cứ để trong bụng mà không có cởi mở mình được, thì lúc bây giờ đó mình phải phân phui cái tâm niệm của mình ra hết, để cuối cùng mình thấy không có thấy mình. Bởi vì đứng trong nhân quả thì người ta làm ác làm sai thì người ta chịu chứ, tại sao mình cứ ôm ấp trong mình cái người này kỳ cục, cái hành động gì mà không tốt vậy đó. Mình đừng có nghĩ vậy, mà mình nghĩ đó là cái nhân quả của người ta, ta làm thì người ta chịu. Mình chưa có đủ khả năng để cho mình cảm hóa họ, để cho họ sống được cái thiện, nhưng mà mình phải xả cái tâm mình, đừng có thấy người ta chướng, thấy người ta ở trong ác pháp đó mình cứ chướng, con hiểu không? Vì vậy mà mình xả cái chướng ở trong tâm mình, còn cái ác pháp đó mình đứng trong góc độ nhân quả, mình thấy cái người đó làm cái điều đó là họ sẽ trả cái quả họ thì họ ráng chịu, nhưng mà chưa có đủ khả năng mình lôi họ trở về cái thiện pháp được thì mình làm thinh, nhưng mà mình phải cởi mở cái tâm mình. Chứ cái hành động họ ở cái hành động đó ác, mà lại cái ác đó nó lại đối với mình. Ví dụ như người ta nói xấu mình đi, mình không có chuyện đó mà người ta nói xấu, thì mình thấy cái người này ác quá rồi, phải không? Mà mình ghét cái người đó, tức là mình không có đúng. Thì giờ mình làm sao mình khởi sự, mình tu tập, phải xả tâm, mà mình thấy người này đang ở trong cái nhân quả ác,
cho nên mình cuối cùng mình xả, mình cởi mở, mình thấy gương họ chứ sự thật mình không biết. Thì đó là chúng đúng là lúc chúng ta đã tu học cái lớp chánh tư duy rồi đó, để mà xả thoát láo rồi. Cho nên thầy trang bị cho mấy con rất là đầy đủ những cái tri kiến, nhưng mà nó còn nhiều quá, mấy con phải cho học, chắc mấy con học một năm mà sợ cũng không hết nữa chứ đừng quá, để cho đủ cái sức, đủ cái sức để mà xả tâm. Cho nên mới đầu mấy con thấy mấy con vô mới làm những cái bài như là nhân quả đó, đó là cái giai đoạn đầu để mà thấy nhân quả của người ta, đặng cho mình ngăn chặn cái tâm của mình đừng có hờn giận, đừng có buồn người ta. Người ta đang ở trong ác pháp mà cứ dồn dập hoài, cho mình lại cũng ở trong ác pháp như sao? Cuối cùng mấy con xả đầu tiên chứ mà chưa sốt ráo đâu. Trước tiên mấy con học tới tâm từ tâm bi rồi mấy con mới thấy xả, mấy con mới xả được cái lòng thương yêu của họ thật sự. Nhưng mà vậy mà chưa hẳn đâu, mấy con còn tới cái tâm hỷ, tâm cái tâm xả của mấy con cuối cùng đó mấy con mới thấy được cái rốt ráo. Nhưng mà trang bị cho mấy con vừa đủ kiến thức để cho cái hiểu biết đó để cho mấy con xả tâm. Nhưng mà nó còn nhiều lắm, nó còn rất nhiều điều, nó mắc mớ lắm chứ nó không phải là như vậy đâu, nó coi vậy chứ. Chúng ta nói từ từ chứ chưa chắc từ mà bi bi chứ chưa chắc bi đâu. Nó nói nó che đậy mình dữ lắm, nó tôi từ rồi, tôi thương rồi. Chứ nó làm bộ, nó nói vậy chứ ở trong bụng nó chưa thật. Nó khó lắm, cái tâm của con người nó quắc quéo lắm chứ nó không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà nhiều cái, bởi vì Đức Phật trang bị cho chúng ta cái kiến thức để hiểu biết về Phật Pháp, để xả tâm đó, nó rất nhiều. Các con đọc cái kinh thập tượng con, trời ơi Đức Phật đưa ra những cái bài, thầy nói 4 pháp, 3 pháp, 2 pháp, 1 pháp, 5 pháp, 7 pháp, cần phải thấm nhuần hiểu những cái lý của những pháp này để mà xả tâm. Nghĩa là nói 2 pháp thì có 2 pháp mà bao nhiêu cái 2 pháp, rồi nói 5 pháp thì nó bao nhiêu 5 pháp, mà nói 7 pháp nó bao nhiêu, nó 10 pháp là bao nhiêu cái 10 pháp. Mà bây giờ mà thầy đưa ra mấy con học mà chết người đó chứ đâu phải dễ. Cho nên thầy tốn lược lại cho cái giáo trình mà tu học của mình nó ngắn gọn một chút, chứ để không khéo thầy nói có tuổi trẻ con như Quyệt Cảo mà Tề Hạnh thì bắt nó học dữ đợn, chứ còn mà già già những cái con mà bắt học thì chắc chịu hết nổi. Cho nên học gọn lại để cho mình tu tập xả tâm, chỉ có tuổi trẻ học đầy đủ. Có nhiều con thầy con có cái nhưng mà con ví dụ như ai mà trước khi ác pháp thì con có khi thì con xả được liền, nhưng mà cũng có khi chứng mặt thì con cũng bình thường, cũng ít chứng ngày, nhưng mà sau đó một thời gian dần về thì mừng mới buộc cho cái ác pháp nó nên đến, nhưng mà mình cũng thản nhiên cái tự nhiên đến hôm sau hay là buổi tối gì vậy đó, nó bắt đầu nó trỗi dậy, nó cứ nghĩ ngợi miết rồi con khả tâm miết chứ mới xong. Như vậy có phải là nói về mắt hết thì cái đó nó phải là mặt ra thích mà. Nó ở trong đó nói về duy thức hả? Cho nên nó phân tích nó kỹ. Cái đó là cái phần nghiệp kiến điển của con nhiều. Ừ. Cho nên vì vậy mà nhờ cái tri kiến của mình mà, nhờ cái chánh tư duy bươi móc nó ra hết, bươi móc, bởi vì chính cái chánh tư duy đó mà các tổ mới bươi móc ra thành cái duy thức học đó, nó mới chia sẻ rất nhiều cái tâm của chúng ta ra đó. Cho nên bây giờ chúng ta không có học duy thức học đâu, nhưng mà chúng ta chỉ ở trên cái chánh tư duy để mình tư duy, mình hóa giải được những cái tâm niệm của mình một cách rất cụ thể, rồi là coi như là chia sẻ nó ra, những cái ẩn nấp của nó ở chỗ nào chúng ta cũng bươi móc nó ra. Cho nên nó mới quá giải được, chứ không kéo nó quá giải không được. Cho nên vì vậy mà con thấy mình thấy như bình thường rồi, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong đó rồi, chứ chưa phải đâu. Rồi nó sẽ sống dậy, sống dậy nhất. Bởi vì nhất là cái người nào mà nói mình chuyện mình không có, mà người ta nói quan ức mình á, thì lúc bây giờ nó mình thấy như mình xả rồi, chứ nó nằm đó, nó tức nó nằm đó chứ nó không chưa lộ mặt đâu. Rồi nó chờ cái dịp nào nó lộ mặt rồi. Nó khó lắm, nó khó đấy. Mà người ta nói mình không có, mà người ta nói quan mình, nó chôn vùi trong đó. Mình nói thôi mình cũng tha thứ, mình cũng thấy là nhân quả thôi, họ làm ác kệ họ, đó là mình ức chế đó chứ không phải là không đâu. Mình chưa có đi vào cái tâm niệm của mình chi ly trong đó, nó ẩn đó, nó che đậy, nó khéo che đậy, nó nói đó là nhân quả họ làm gì thì họ chịu đó. Mình nói vậy đó, mình liền luận như vậy đó, chớ nó nói lúc ở trong, nó chôn ở trong cái tâm của mình, nó chờ một lúc mà nào cái người mà nói xấu mình nó có cái chuyện gì đó nó đám cái đầu không. Nó tự nó trả thù như vậy đó, nó không làm chứ nó vẫn có cái ghét nó vậy đó. Nó chôn vùi trong đó mà để tới chừng mà gặp tai họa gì của người ta đó, hả cái đời, ảo ác rồi đó. Không, nó nói vậy chứ, để nó hả cái cơ.
không, cái tu tập của chúng ta, chúng ta bươi móc ra, bươi móc hết sạch sạch ra thì nó mới hết cái mặt đó. Cái tâm tâm lý của chúng ta ghê gớm lắm chứ, nó ác ghê lắm chứ, nó chôn vùi đó, nó ở ngoài nó tương thương cái sự thật là nó đầy đó, nó làm một cái lớp, một cái lớp đạo đức giả của nó rồi, che trong đó nó chưa thật đâu. Cho nên con người chúng ta coi vậy, bởi vì thấy nó con người ghê lắm, sợ lắm, nó ác lắm, nó ở ngoài nó làm thiện lắm nhưng mà trong bụng gươm đau không đó. Nó chờ mình có cơ hội gì nó đáng đời. Như vậy là con bị cái đạo đức giả nó nhiều, mà nó thích là đạo đức giả. Đạo đức giả đó con chứ không. Nó là đạo đức giả, nó hoàn thức là vậy. Nó nói nhiều nó giả thoát nó, mà nó che đậy chính cái bản thân, nó che đậy cái người đó luôn. Cái tâm nó che đậy cái người đó luôn, chứ nó không phải là nó che đậy mọi ông người ở bên ngoài đó. Chính nó che đậy nó. Nó làm nó như thánh thiện lắm, nó làm nó hay lắm. Nhưng mà chứ nó có chuyện gì nó lộ cái mặt nó ra như quỷ sứ vậy. Không, thầy nói mấy con xét con người của mình nó ghê gớm lắm chứ không phải đâu. Có khi mà con xả con được rồi thì con nghi nghĩ là bây giờ là mình phải tri ân ác pháp đến với mình, như ác pháp đến với mình để cho mình nó lộ diện cái mặt đặc biệt giả của nó ra. Con phải cảm ơn cái ác pháp đến với mình, con lấy cái đó con tác ý. Đúng rồi, có nhiều cái mặt để cho mình xả cái tâm lắm con, chứ không phải là một mặt mà nó xả hết.